Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2017. Câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh gần 35 xe xuất phát đi Đà Lạt tham dự lễ hội hoa tại thành phố Đà Lạt và diễu hành tại Đà Lạt. Ủa Khánh á, Khánh bay đi ra. Thì chắc là sắp xếp cái xe lai là có mang theo mũ và chở theo nhân viên y tế. Đây còn 3 người thì trong đó có một em bé nhỏ sẽ không hết. Và khi mà rốt tim qua đó là không thoáng đó là anh em người ta đi giữa đường là anh em phải nhìn phải biết là cái đó là cái gì. Cho nên là cái điều quan trọng nhất là không thấy là không chạy. Là thấy rõ mới chạy. Thường là những cái chuyện mà nó xảy ra là do bị điểm mù, mất khúc là nó xảy ra. Các anh mà có bầu đàm á, mà không phải rốt tim á, là vui lòng không nói chuyện nha. Khi nào thật sự cần thiết, hẳn báo trên bầu đàm. Anh Huy định ca nha. Ngoài, đôi lúc đi hơi buồn ngủ thì ca thì không sao. Nhưng mà lúc mà anh em đang làm việc á, cố gắng đừng có dùng bầu đàm, nó sẽ nghẽn cái đường truyền. Anh em nhớ nha. Chiếm sóng nha. Một cái thứ hai nữa là chúng ta đi á, nhất là những anh